quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của bài học số 2, sự tập trung. Không có gì thu hút sự chú ý bằng sự tự do thể hiện một mục đích xác định. Đó là luật phổ quát của Walter Scott Hall. Có 3 phần hoặc cấp độ của tâm trí thường được đề cập trong tâm lý học. 1 là tâm trí ý thức, 2 tâm trí tiềm thức và 3 tâm trí siêu thức. Hai cái sau được tổ chức tốt, chúng đang tập trung. Theo một nghĩa nào đó, tổ chức là sự tập trung. Nếu tâm trí được tổ chức tốt, người ta có thể xử lý nó một cách thuần thục. Tuy nhiên, một phần của tâm trí không được tập trung là tâm trí có ý thức thông thường. Phần tâm trí đó liên quan đến những điều bình thường của cuộc sống. Tâm trí này thường ở trong trạng thái bối rối. Trong đó, người ta không thể chuyên chú vào bất kỳ đối tượng xác định nào trong một thời gian nhất định. Sự nhạy bén có thể đạt được với điều kiện người ta sẽ tuân thủ quy luật về sự tập trung. Nó rất đơn giản để áp dụng khi một người đã hoàn toàn quen thuộc với nó. Tất cả những gì tôi yêu cầu độc giả của mình là hãy thử nghiệm phương pháp này một cách công bằng. Sau đó, tôi biết anh ấy sẽ đồng ý với tôi rằng định tâm hay tâm tĩnh lặng rốt cuộc rất đơn giản. Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng khoảng 200 ý tưởng đi qua tâm trí trung bình và phát triển trong 1 phút. Rất tốt, kết quả sẽ là gì? Miễn là bạn có thể giữ bằng sức hấp dẫn chứ không phải bằng sức ép. Một người nghĩ trong nửa phút, bạn không thấy đây sẽ là một suy nghĩ với sức mạnh đằng sau nó sao? Giá trị của sự tập trung là làm cho những suy nghĩ của chúng ta trở thành tác nhân mạnh mẽ cho điều tốt, thay vì những suy nghĩ yếu ớt, bất lực và không có mục đích. Càng ít suy nghĩ lướt qua tâm trí trong một thời gian nhất định, những suy nghĩ này sẽ càng mạnh mẽ. Đã có rất nhiều bài viết về sự tập trung, nhưng rất ít bài viết về phương pháp hay cách mang lại trạng thái tâm trí này. Mọi người phải có khả năng mang lại trạng thái này theo ý muốn và thực hiện điều đó một cách hài hòa, không căng thẳng, áp lực hay lao động chân tay. Chướng ngại vật lớn nhất đối với những người học thiền định là họ cho phép mình trở nên căng thẳng về thể chất, căng thẳng cực kỳ tiêu cực. Do đó, con đường mà lực này chảy qua bị tắc nghẽn và kết quả là sự lo lắng và chán nản, điều hoàn toàn ngược lại với điều kiện mong muốn. Tránh nỗ lực. Nỗ lực chỉ ra sự hiểu lầm. Sự tập trung trở nên sai lầm và nguy hiểm khi nỗ lực được sử dụng. Sự tập trung thực sự là sự vắng mặt của nỗ lực và thành công khi nỗ lực thất bại. Bản thân từ tập trung gợi ý dồn lại với nhau, tập trung lại, tụ lại. Điều này thường có xu hướng, mặc dù nó không cần thiết, gây ra căng thẳng, mệt mỏi, áp lực. Vì vậy, với mục đích đạt được trạng thái thoải mái, chúng ta hãy sử dụng sự tận hiến. Điều này gợi ý từ bỏ, buông bỏ, tự do, thoải mái. Hãy nhớ rằng, chính điều bạn làm dễ dàng thì bạn sẽ làm tốt. Sự đơn giản là sức mạnh, và tôi muốn bạn có được phong cách thoải mái này. Hãy từ bỏ ý tưởng này. Thoải mái là mạnh mẽ và làm chậm hoạt động của tâm trí bạn một cách lặng lẽ và ngọt ngào. Không, bạn không thể dừng tâm trí của bạn. Hành động của tâm trí có nghĩa là sự sống đối với bạn. Vì vậy, đừng cố gắng ngăn chặn nó hoặc làm cho tâm trí của bạn trở nên trống rỗng, bởi vì không thể làm như vậy và tiếp tục tồn tại. Trích dẫn từ những bước đầu tiên trong sự tập trung của Frederick Keller, đó là những điều không nên làm khi cố gắng tập trung tinh thần. Đừng cố gắng nắm giữ tâm trí của bạn. Đừng ép buộc tâm trí của bạn. Đừng cố gắng nắm giữ suy nghĩ của bạn hoặc nắm giữ một tâm tưởng. Đừng bực bội với bất kỳ suy nghĩ nào có thể đến. Đừng chống lại những suy nghĩ khi chúng tràn vào. Điều này chỉ ra thực tế là chúng ta không được sử dụng sự thống trị trong khi đối phó với tâm trí nếu chúng ta muốn đạt được kết quả. Bí mật tuyệt vời nằm ở chỗ để cho tâm trí được tự do, để cho các ý nghĩ đến rồi đi. Chọn một ý nghĩ nào đó và chú ý đến nó, tiếp xúc với nó bằng tình yêu thương, chinh phục nó thay vì cố gắng ép buộc nó ở lại với bạn hoặc ghét bỏ nó, làm cho nó rời đi. Chúng ta hãy tiến hành theo nguyên tắc này. Để tập trung, cần phải có một cái gì đó
để tập trung, để chúng ta có thể đạt được những tiến bộ nhất định. Vì đối tượng của chúng ta là sự tĩnh lặng, chúng ta hãy thực hiện bước đầu tiên, bình an, là nguyên tắc này để tập trung vào. Bước tiếp theo là đảm nhận một tư thế tự nhiên, một tư thế thư thái đối với bạn. Vị trí tốt nhất cho một học viên là một vị trí ngồi. Điều này đưa ra yêu cầu dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều người phải đối mặt với vấn đề không thể thư giãn. Và trong trường hợp, nếu bạn gặp khó khăn này, tốt nhất là đưa nó lên ngay đây và giải quyết nó trước khi đi xa hơn. Làm như vậy, bạn sẽ tiến bộ nhanh nhất. Phương pháp này rất đơn giản. Bạn nên nhớ rằng, sự đơn giản là sức mạnh. Khi bạn ngồi xuống và thấy cơ thể căng thẳng, đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần bạn cũng đang căng thẳng. Tuy nhiên, chúng ta đang làm việc với cơ thể vật lý ngay bây giờ. Cơ thể bạn đang căng thẳng. Tốt lắm, hãy ngồi thẳng trên ghế, đặt hai bàn chân phẳng trên sàn, hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay ngửa, sau đó chọn bình an trong tâm trí. Bạn đã kêu gọi bình an, bạn đã liên kết mình với sự bình an. Bây giờ hãy nghỉ ngơi, thư giãn. Khi làm như vậy, bạn đang đưa ra một trạng thái hoặc một thái độ tiếp thu đối với đối tượng mà bạn lựa chọn, sự bình an. Do đó, bạn đang ở trong một vị trí để nhận được điều kiện này, sự bình an. Bước tiếp theo là kiểm tra bản thân xem bạn có cảm thấy dễ dàng hơn một chút không. Nếu vậy, hãy xem lại điều này một lần nữa, và mỗi lần bạn sẽ thấy mình trở nên thoải mái hơn với chính mình. Bạn đang tiến bộ. Rất tốt. Bây giờ hãy đứng dậy và làm một cái gì đó khác. Sự thay đổi này sẽ khiến tâm trí bạn nghỉ ngơi. Sau đó quay sang nó một lần nữa. Lần này bạn sẽ tươi mới và cởi mở hơn, và trạng thái của bạn sẽ tốt hơn và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không thể đạt được bước tiến này và thấy cơ thể mình vẫn căng thẳng, hãy liên hệ tinh thần với bàn chân, bàn tay của bạn. Đi xa hơn một chút, lần lượt nghĩ về những ngón tay, đồng thời giơ và nắm ngón tay đó. Bằng cách này, bạn sẽ thư giãn nó. Sau đó đi qua ngón chân của bạn theo cách tương tự. Sau đó lấy chân phải của bạn làm điều tương tự với nó. Sau đó chân trái của bạn làm tương tự với cánh tay của bạn. Sau đó là vai và lưng của bạn cũng vậy. Cuối cùng, bạn đưa toàn bộ cơ thể vào ý thức của mình và phát hiện ra rằng bạn đang thư giãn và thoải mái với chính mình. Hơn nữa, tâm trí bạn sẽ thoải mái và dễ chịu, và bạn sẽ có một nền tảng rất tốt để xây dựng trên đó. Một cơ thể thoải mái cho thấy một tâm trí tập trung. Bây giờ hãy yêu ái, chọn bình an. Khi điều này được thực hiện, bạn hoàn toàn chắc chắn sẽ tìm thấy một luồng ý tưởng dường như chiếm hữu tâm trí bạn và ngăn chặn đối tượng bạn chọn, bình an. Đây chỉ là những gì xảy ra nếu bạn là người mới bắt đầu, và hầu hết chúng ta đều như vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra. Tại sao cơn lũ ý tưởng này lại đến vào thời điểm như vậy? Tại sao nó không nên đến? Bạn đã không yêu cầu sức mạnh tinh thần. Chà, đây rồi, nhiều hơn bạn có thể xử lý. Dòng sông đã tràn bờ và tất cả sức mạnh này sẽ bị lãng phí. Bước tiếp theo của bạn là kiểm soát sức mạnh này. Đó là điều bạn chú ý đến mà bạn mang đến cho chính mình. Bạn chọn xử lý bánh xe tâm trí quay cuồng này để bạn có thể tiếp xúc với hòa bình. Đừng chống lại bằng chứng về quyền năng này mà chỉ là một người ngoài cuộc. Hãy để những ý tưởng đến và đi. Hiện tại, bạn sẽ tìm thấy hòa bình như một trạng thái và điều kiện thực tế trong tầm tay. Bây giờ là cơ hội của bạn. Đặc biệt chú ý đến ý tưởng này. Hãy chạm vào nó với một thái độ yêu thương, và nó sẽ ở lại với bạn trong một thời gian ngắn mà bạn không cần phải cố gắng thêm. Tại sao? Bởi vì trong số tất cả những ý tưởng đang tuôn trào trong tâm trí bạn, đây là ý tưởng duy nhất mà bạn đặc biệt chú ý. Sau đó để nó đi, cho nó tự do. Ý tưởng muốn tự do giống như con người. Ở mức độ mà bạn có thể liên hệ với hòa bình trong tình yêu, chỉ ở mức độ này bạn đã giành được hòa bình cho chính mình, và nó sẽ sẵn sàng phục vụ bạn
Khi bến xe tâm trí này quay, bạn sẽ thấy rằng tất cả các ý tưởng khác biến mất, hoàn toàn là do thiếu chú ý. Và ý tưởng của bạn chọn hòa bình sẽ ở bên bạn và sẽ ở lại cùng bạn theo ý muốn tự do của chính nó. Tại sao? Bởi vì bạn đã dành tình yêu cho nó, và ngay cả những ý tưởng cũng đáp lại tình yêu và vẫn ở nguyên vị trí của nó. Những suy nghĩ là những thứ sống động, sôi nổi. Chiến thắng theo cách của bạn là con đường mạnh mẽ. Những gì bạn giành được, bạn có nó. Đừng cho phép bản thân duy trì nhiệm vụ này lâu trong một thời điểm. Nếu không, bạn sẽ làm hỏng tất cả những công việc tốt đẹp mà bạn đã hoàn thành bằng cách lao động. Khoảnh khắc bạn cảm thấy mình trở nên mệt mỏi, hãy biết rằng bạn đang cố gắng ép buộc tâm trí của mình thay vì để nó phục vụ bạn. Đọc qua những điều bạn không nên làm. Để làm tốt công việc, cần phải duy trì trạng thái tinh thần thoải mái. Bằng cách này, bạn giữ cho kênh mở và bạn có quyền truy cập vào sức mạnh tâm trí vô hạn. Đây là một phác thảo cách làm việc. Nếu phương pháp này được áp dụng một cách tận tâm, bạn sẽ sớm làm chủ được sự tập trung và bạn sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn về khoa học cao hơn về công việc tĩnh lặng. Câu hỏi kèm theo câu trả lời dành cho bài học số 2. Câu hỏi: tập trung là gì? Tập trung là khả năng tập trung sự chú ý của bạn vào đối tượng bạn chọn một cách rõ ràng và hài hòa. Câu hỏi: hãy kể tên những phần của tâm trí tập trung vào chính chúng. Tâm trí tiềm thức và tâm trí siêu thức. Câu hỏi: có thể ngăn tâm trí được không? Không, suy nghĩ là cuộc sống, do đó hành động của tâm trí là cần thiết để một người tồn tại. Câu hỏi: quá trình được thực hiện trong khi tĩnh tâm là gì? Làm chậm hoạt động của tâm trí, do đó làm quen tốt hơn với những suy nghĩ của bạn. Điều này cho phép bạn nghiên cứu chúng. Câu hỏi: một từ mà nếu được sử dụng sẽ giúp cho việc tập trung trở nên dễ dàng và dễ chịu là gì? Hiến dâng. Câu hỏi: giá trị của một ý nghĩ tăng lên như thế nào? Bằng cách cho nó tự do yêu thương. Câu hỏi: làm thế nào để tư duy trở nên mạnh mẽ hơn? Bằng cách giảm số lượng suy nghĩ lướt qua tâm trí trong một thời gian nhất định. Câu hỏi: luật hấp dẫn là gì? Tập trung, yêu thương trong tự do. Câu hỏi: khi tập trung, trạng thái tinh thần cần thiết để tạo ra và cảm nhận là gì? Bình an. Câu hỏi: tình trạng thể chất là gì? Thư giãn. Câu hỏi: người ta có nên cố gắng nắm giữ một ý nghĩ bằng sức mạnh hay sự thống trị không? Không. Câu hỏi: người ta có nên cố gắng giữ tâm trí mình không? Không, hãy để tâm trí được tự do. Câu hỏi: người ta có nên chống lại những ý nghĩ khi chúng tràn vào không? Không. Câu hỏi: hành động tinh thần đầu tiên bạn tập trung là gì? Tôi chọn tập trung. Và vì vậy, tôi thấy thật tốt khi đến để nghỉ ngơi sâu hơn trong căn phòng tĩnh lặng này. Vì đây là thói quen của tâm hồn, cảm thấy ít níu giữ của thế giới bên ngoài và sự tĩnh lặng được nhân lên bởi những hình thức vẫn còn này ở mọi phía. Thế giới mà thời gian và ý nghĩa đã biết lắng xuống và để lại cho chúng ta một mình với Thiên Chúa. Trích lời của Watcher. Giới thiệu bài học số 3. Có nhiều trạng thái của tâm trí. Thực tế này là cơ bản. Phải có một trạng thái tinh thần hiệu quả và mạnh mẽ nhất. Đây là sự tĩnh lặng, được tâm lý học gọi là cấp độ thứ 3 của tâm trí, trong tâm trí cao hơn, tâm trí siêu thức. Đây là nơi ở của bản ngã cao hơn của bạn, của đấng biết tất cả, đấng chữa lành, đấng nhìn thấy, còn được gọi là vương quốc của hòa bình, tĩnh lặng, nghỉ ngơi và tinh thông. Bạn đứng đó, chúa tể của tất cả những gì bạn quan sát. Việc trau dồi trạng thái tâm trí này là cần thiết để làm công việc thầm lặng, chữa lành và giảng dạy. Đây là bình diện ý thức mà Chúa Giê-xu đã làm việc khi Ngài thực hiện nhiều công việc chữa lành kỳ diệu
và những điều được gọi là phép màu. Thực tế không phải là phép màu, mà là kết quả của việc điều chỉnh theo quy luật tâm linh. Điều này sẽ có hiệu quả như nhau đối với bạn hoặc tôi, miễn là chúng ta tuân theo quy luật đó, nghĩa là học cách hòa hợp hoặc tiếp xúc có ý thức với cha. Điều này có thể đạt được bằng cách tìm kiếm sự tĩnh lặng như một nơi thờ phượng, nơi đó trong tinh thần, nơi có thể có sự đồng hành có ý thức với cha. Đấng nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta có đức tin, cho dù bằng hạt cải, chúng ta có thể rời non, lấp biển. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của bài học số 2, sự tập trung. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với nội dung của bài học số 3.